cách, ví dụ là cách tiếp cận thực tế trong khi giảng bài, một cái trong khi giảng dạy thế thôi, chứ không không thể đưa thành một giáo trình được. Anh hiểu ý anh là như này, anh hình dung một cái bài nó sẽ như này, cái lộ trình của cái bài ấy. Anh nói ví dụ là cái bài nét anh, như ở đây là đã chia ra là nhiều cái khái niệm nét quá rồi. Anh hình dung là nó sẽ một cái buổi, là dựa cái buổi là buổi học về nét ngắn chẳng hạn, nét ngắn. Thế thì thầy giáo đến lớp, thầy giáo chỉ nói là hôm nay thì hôm nay chúng ta học cái bài nét ngắn chẳng hạn. Thế thầy bảo đây là một cái nét ngắn. Việc mọi người nói thế nào, theo mọi người hiểu thế nào nét ngắn chẳng hạn. Nói ví dụ thế, một đứa lên vạch một đường này, đứa khác lên vạch một đường này, đứa khác vạch một đường này, như này là nét ngắn. Và có thể là cả lớp là sẽ tham gia làm một cái cùng nhau là làm một cái bài là về cái nét ngắn. Mọi người có thể là thích nghĩ về cái nét ngắn như nào, mọi người thích thể hiện tất cả vấn đề chỉ là bằng nét ngắn thôi, vẽ cái gì cũng được chỉ bằng nét ngắn thôi. Nhưng khi mà nói về cái chuyện nét ngắn đấy thì cứ gợi mở cho chúng nó thích nghĩ về nét ngắn như nào. Nét ngắn thầy giáo có thể gợi ý là à cái lông mi thì đó là cái nét ngắn, hoặc là ví dụ như là cái râu thì là nét ngắn nhưng tóc là nét dài chẳng hạn. Nói ví dụ như thế thì cứ để cho một cái đoạn đầu nó có thể là cái sự thảo luận về cái thế nào là nét ngắn, cái khái niệm nó mở. Thế sau đấy là khi mọi người mình không có chốt lại cái gì cả, nét ngắn khi ai cũng hiểu nét ngắn là thế này, ví dụ như là những cái ví dụ như thế, ví dụ như là đấy lông mi lông mày đấy chẳng hạn là nét ngắn chẳng hạn, hoặc là ví dụ như là thì sau đấy mọi người có thể vẽ một cái bức tranh như nào đấy với cái nét ngắn, chỉ có nét ngắn không thôi. Mọi người nghĩ là à có đứa thì nó dùng nét loằng ngoằng này chuyện đó, có đứa nó dùng nét dài, nét cong nét thẳng tùy nó, nét móc tùy nó, nhưng biết là nét ngắn đi thôi. Thì một cái bài cả lũ nó chơi một bài nét ngắn thôi, thầy giáo cũng vẽ một bài nét ngắn theo kiểu của thầy, một buổi chỉ có thế thôi. Cái đoạn đầu này có thể thảo luận về cái chuyện là thế nào nét ngắn, lấy cái nhìn xem là thực tế nó có những cái nét ngắn gì. Thế là hết một buổi rồi. Đến cái đoạn này là đoạn chơi với cái nét ngắn này thôi. Có nghĩa là cái câu chuyện về lý thuyết thì nó mang tính thảo luận và nó mở hơn là cái là mình ấn vào đầu nó là à nét là cái này, nét ngắn là cái này, nét dài là kia. Thực ra cái câu chuyện nó rất là thế thôi, mà nó thực ra nó rất là tương đối. Ông bảo cái này là ngắn, ông bảo cái này không là ngắn cũng được, cãi nhau chuyện đấy đến hết đêm không bao giờ ra được. Ông này bảo là ngắn nhưng mà ông ngắn so với ông này, nhưng ông lại dài so với ông này. Hoặc là bảo là ông này có phải nét không, nhưng tôi bảo cái này là mảng ấy chứ chẳng hạn đấy, cãi nhau không được. Cái chuyện đấy về mặt lý thuyết là nó rất là tương đối. Anh nghĩ là mình không đưa ra cái mình không giận, nói khẳng định luôn là mình không giận, mà mình chỉ gợi mở thôi. Chứ còn nếu mà khi đã đặt vấn đề là mình dạy rồi ấy, mình phải cung cấp lý thuyết, mà cái lý thuyết ấy phải cực kỳ chính xác, phải cực kỳ hàn lâm, phải cực kỳ là chuẩn. Nhưng cái đấy là cái khó ở chỗ là cái đối tượng tiếp thu mình ấy không phải cái đối tượng mà người ta tiếp thu kiến thức hàn lâm đấy để mà làm cái gì đấy cả. Nếu mà sau này trong cái đám đấy có đứa nào đấy nó thích đi học đại học, nó vào học đại học, hay là nó vào những cái nơi mà đào tạo chính quy, thì nó sẽ học theo kiểu hàn lâm. Mình không có trách nhiệm phải làm cái việc là cung cấp cái kiến thức một cách rất hàn lâm cho nó. Mình cung cấp những khái niệm một cách rất là mở, tạo cơ hội để bọn nó thể hiện cái hiểu nó của nó về cái khái niệm đấy một cách rất tự do. Thì anh nghĩ là nó có thể, đấy là cái mà bọn anh mong muốn nhiều hơn, là một cái thứ mà ấn vào đầu nó kiến thức. Mình không, thứ nhất là nó thấy rất là vui vẻ, tiếp thu dễ dàng với cả, và nó gần như là chơi với cả cái việc này thôi, chứ không phải là cái gì quá là phức tạp, quá là cứng nhắc, quá là nó không phải học để lấy kiến thức, mà học lấy một cảm nhận và có khả năng thể hiện, và nó có thể quan sát từ thực tế cái thứ mà mình chỉ đưa ra các hệ thống khái niệm và những cái bài tập mà liên quan đến các khái niệm đấy thôi, chứ mình không giận kiến thức.
thì đấy là cái mà chủ trương anh có thể là anh trao đổi chưa kỹ với em, hoặc là cái khái niệm của mình nó chưa gần theo trong chuyện đấy, nhưng mà anh nghĩ là có nghĩa là với cái này không vấn đề gì cả, em chỉ cần là làm sao là như hình như người cái ý anh là làm cho nó đơn, rất là đơn giản, nó rất là tập trung. Em hiểu rồi, cái anh cái anh là cho chỉ đưa ra một cái khái niệm đơn giản nhất và để cho nó chơi với cái đấy. Vâng. Nhưng mà em có một số thắc mắc là ví dụ như khi mà mình đưa ra một cái vấn đề một cách đơn giản như thế, một cách khái niệm quá đơn giản như thế và coi là một cuộc chơi thì nó em nghĩ nó vẫn không đúng, tại vì nó sẽ cũng làm cho nó bị bó hẹp và bị áp đặt. Nếu mà một cuộc chơi là nó phải được mở ra rất nhiều, ví dụ vì anh đưa ra một cái khái niệm ở trong phạm vi quá hẹp thì nó sẽ không mở được. Ví dụ anh bảo bây giờ cứ chơi với tất cả các nét ngắn này đi, ví dụ của anh như thế, thì nó sẽ bị bó hẹp trong cái việc của nó chỉ chơi với một cái nét ngắn này thôi, hoặc là nó có thể nó vẽ ra rất nét dài ra như nào, nhưng mà nó vẫn bị bó hẹp ở trong cái việc là hôm nay tôi chơi nét ngắn, hôm nay tôi chơi nét dài, ngày kia tôi chơi các loại cạnh, nó sẽ lúc đấy nó kể cả những đứa nó chậm hiểu đấy, nó sẽ hỏi là thầy hôm nay chỉ cho mình mỗi cái khái niệm mỗi một cái thứ là chỉ được vẽ nét ngắn thôi, và lúc đấy trong tranh ở trong bài của nó sẽ chỉ là những cái có thể là những cái nét quá tùn mùn, hoặc là những cái mà nó sẽ bị đóng khung ở cái điều đấy. Đúng rồi, có nghĩa là nó các bạn nó có nhiều buổi học, cái việc mình đưa lần lượt đưa các khái niệm vào cho nó, ví dụ là có thể nó hoàn toàn có thể làm cái bức tranh toàn bằng chấm thôi mà rất là đẹp, mà trên thực tế nó đã có một cái trào lưu bọn nó toàn vẽ chấm mà đi khắp thế giới theo kiểu là cứ chấm thành cái vòng tròn đấy, thì thực ra đấy là những cách mà ai có thể thực hiện được, nó rất đơn giản và nó cũng rất là dễ đẹp. Chỉ với nét không này nó cũng hoàn toàn tạo, nếu mà chơi với nó không thôi thì nó cũng đã có thể là tạo ra những cái thứ trông rất là đẹp rồi. Mà cái này thì em cũng có cái bài em dạy về cái này rồi, chỉ cho chúng nó chơi những cái mà cái ý anh là ý anh là mình không có giới hạn nó là một cái buổi này mà nhiều buổi, mỗi buổi một chủ đề, giống như là em chơi mỗi cuộc chơi nó có cái luật chơi khác nhau. Cái luật chơi hôm nay của tôi là chỉ chơi với cả nét ngắn thôi, luật chơi của tôi ngày mai là chỉ chơi với nét dài thôi chẳng hạn như thế. Thế và luật chơi của tôi là màu lung tung, còn có hôm thì luật chơi của tôi là màu một kiểu thôi, chỉ màu nóng thôi chẳng hạn. Sau đấy thì các khái niệm khác mình đưa vào các khái niệm, nhưng mà để cho bọn nó chơi với các khái niệm đấy, chứ không phải là để thuộc lòng kiến thức về cái khái niệm đấy, mà nó cảm nhận là chính. Em hiểu. Thế thì thứ nhất là anh giữ lại cái bản này đấy đi, để cho một cái đối tượng là có thể là trẻ con nó theo kiểu là nó có thể là nó không bị chậm phát triển, với cả nó có thể là áp dụng được cho trẻ con đấy. Em nghĩ là cái giáo trình này, còn em sẽ soạn tiếp một cho anh một cái giáo trình nữa. Không, đừng. Để cho một cái cách là chỉ vận hành trong cái việc là chơi và vận dụng thực tế vào cái việc áp dụng cho cái việc chơi thôi, thì cái này em nghĩ là đây là một cái như kiểu là một lo chơi, nhưng mà mình rất là có chủ đích nhá. Chủ đích mình có một cái hệ thống kiến thức là mình đưa vào các khái niệm bản thân mình cung cấp cho nó. Trước kia nó không gọi cái này là nét ngắn, nó gọi là gạch ngang nhỉ, anh nói ví dụ đấy. Nhưng mà em nói là cái của anh thì nó hơi giống của mẫu giáo một tí, tại vì cái giáo trình mẫu giáo nó cũng hơi gần như thế. Rồi đó thì em nghĩ là em sẽ phải soạn lại một cái giáo trình nữa, mà chính xác là nó sẽ gần như là một cái, nó cũng giống như cái vận hành, cũng giống như cái cuộc chơi ấy, nó cũng sẽ như thế này, và nó ở trong đấy chỉ có thực tế và thầy giáo phải hòa vào cái việc chơi và đưa ra một cái khái niệm cực kỳ là giản lược và đơn một cách đơn giản, và để như một cái gợi mở ban đầu để cho chúng nó cứ làm theo cái ý của chúng nó từ cái gọi là xuất phát điểm đấy, nó cứ thế đó. Cái ý của anh thì hôm trước em qua cũng hiểu rồi, nhưng mà em chỉ sợ là cái đấy là nó quá, tại vì em quá đơn giản quá rồi, nhưng nó lại thuộc về cái lớp của trình độ của quá sâu đẳng của mẫu giáo như thế, em nghĩ là như là không thể ra một cái giáo trình.
em chỉ sợ như thế thôi. Tại vì cái khái niệm, những cái khái niệm này, tại vì em đi dạy từ những cái khái niệm này em đưa ra và em cho chúng nó những cái ví dụ minh họa rồi những cái thực hành cụ thể, thì với những cái đứa tầm khoảng từ bắt đầu từ học lớp mà học mẫu giáo là bắt đầu từ 5 tuổi, 4 tuổi thì nó bé quá, 5 tuổi đến tầm khoảng 14, 15 tuổi nó đều hiểu được và nó đều có thể làm được những cái mà 14, 15 tuổi là lớn rồi. Bọn anh là thực ra là chỉ ưu tiên cái nhóm mà từ 10 tuổi trở xuống. Vâng. Không, cái đối tượng của em là như thế, cái đối tượng mà em hiện tại đang dạy là bắt đầu từ 5 tuổi. Thì anh hiểu là em. Và em gần như là cái em đưa ra và cái khái niệm của em không để áp đặt cho nó, và gần như là chúng nó vận dụng của nó vào những cái thứ của riêng của từng đứa một theo cái quan điểm riêng, không hề có cái sự áp đặt nào cả. Cái quan điểm của em là như thế, và em rất là cái mà em chú trọng, tại vì anh xem tất cả những cái mà trong tranh ở cái câu lạc bộ này do em dạy, thì ở trong đấy em chỉ chú trọng ba cái thứ rất quan trọng là đường nét này, về mảng màu, và cái quan trọng là cái cảm giác của chúng nó, cái cảm nhận của chúng nó, cái tình cảm của chúng nó ở trong đường nét và trong mảng màu. Và cái nữa là mà anh thấy ở trong đấy là trẻ con ở cái câu lạc bộ này, tại sao nó giải quyết tổng thể, cũng như là bố cục, mình gọi là bố cục là quen rồi, một cách giỏi như thế. Tại vì ở cái câu lạc bộ này em thấy là về tổng thể là cho án đất tất cả những cái chỗ khác đấy là xuất sắc, hoàn hảo và tuyệt vời. Không, tại vì em cực kỳ quan trọng vào cái việc là xây dựng cho nó tổng thể. Tại sao lại như thế? Em không hề dạy chúng nó về bố cục mà em chỉ bảo là làm khi mà em chỉ bảo hãy chia cắt tất cả những cái gì có thể ở trên mặt bức tranh này và làm sao mà tô các thứ lên và vẽ nét lên, làm sao trên cái tổng, trên cái tất cả đấy phải chia cắt nó nhỏ ra và hãy làm cho nó hãy nhìn người nghe cho nó đẹp. Bố cục này người lớn nó sợ vài đái rồi. Em không hề dạy về bố cục mà tại sao chúng nó làm được như thế? Có rất nhiều lý do. Thứ nhất là bây giờ xã hội phát triển và nó được từ những cái anh từ cái iPad hay những cái thứ mà những cái vận nghệ thuật vận dụng vào thực tế, rồi những cái design nó quá đẹp, rồi những cái thứ bằng thị giác bây giờ nó đưa cho trẻ con những cái thứ nhìn tổng thể quá tốt rồi. Bây giờ tại sao nó giải quyết nó mà em không, mà anh chỉ cái cách gợi ý anh hoàn toàn hiểu cái chuyện đấy, nhưng mà em dù là đấy là em đang dạy một cái nhóm nó cũng khá là tốt rồi. Đây là em hình dung là cái nhóm mà mình cần phải đưa cái bài giảng này xuống là cái những cái nhóm mà anh đi chúng nó còn không biết cá ngựa là cái gì cơ. Cái trò chơi cá ngựa là cái trò cực kỳ phổ biến mà đại đa số chúng nó không biết chơi, có nghĩa là nó rất là mong muội mà đến thầy giáo dạy bọn nó viết chữ, thầy giáo còn sai chính tả bé bét ra thì em hiểu là nó mình và hai cái nhóm đối tượng nó sẽ là ưu tiên là sẽ từ 10 tuổi trở xuống. Cho nên là nó cái nhận thức nó rất hạn chế thôi, cho nên là mình rất rất chú trọng vào cái thế. Anh nói là cái giáo trình nó sẽ chia làm hai phần, là để một cái phần là cơ bản, những cái cung cấp những kiến thức rất là cơ bản về tạo hình cho bọn nó, sau đấy là có những cái phần nâng cao ví dụ như là việc làm trang trí, hoặc là ở đây anh giữ lại cái phần mà vẽ thành chữ ấy, như của em bắt chiếc chữ tàu hay tự chữ tự hình gì đấy. Rồi nữa là anh nghĩ là có thể là thậm chí là mình có những cái phần nâng cao để cho chúng nó tự vẽ ra một cái bức tranh và kể những cái câu chuyện về chúng nó, và chúng nó có thể là làm giống như một cái dạng truyện tranh cũng được, giống như là nhật ký bằng tranh hay như gì đấy, thì nó là những cái thứ ứng dụng nâng cao. Rồi là làm trang trí, rồi là bố cục, rồi các thứ, rồi là vẽ chân dung thì có nghiên cứu kỹ về biểu cảm này nọ các thứ để thể hiện tình cảm trên mặt. Thì anh nghĩ là đấy là cái phần cao rồi. Những cái phần cơ bản này nó chỉ là những công cung cấp cho chúng nó những công cụ nó tối thiểu để có thể tạo hình thôi. Tối thiểu cơ bản nhất về tạo hình thôi là nét, là mảng, là màu, là khối, nét chuyện. Đấy là cái phần chấm dứt phần cơ bản, chỉ có đấy thôi. Còn đến tính đến chuyện là bố cục thì nó kia các thứ nữa. Bởi vì nhá, nếu mà những cái khái niệm kia chỉ với những thứ đấy là chúng nó có thể làm được đủ trò rồi. Còn đâu đến khi bạn bố cục rồi hoặc là làm những cái bước kia là bắt đầu nâng cao dần rồi, là cái kiến thức nâng cao rồi thì là hơi chuyên nghiệp một tí rồi đấy, đúng không? Khi ông đã bắt đầu vẽ tranh, bắt đầu để ý bố cục nó kia các thứ là ông bắt đầu chuyên nghiệp rồi. Thì câu chuyện nó không chỉ là cho cái bọn nhận thức mà nó hạn chế nữa, mà nhận thức cao rồi và nó bắt đầu chuyên nghiệp hóa cái sản phẩm của nó rồi.
thì anh nghĩ là đấy là cái bước sau, mình sẽ có cả cái phần đấy, nhưng mà nó là cái bước sau. Thì ở đây anh có dựng lên một cái, đây là anh ngồi buồn anh mình đó thôi, thì nó là một cái kiểu như là ví dụ là cái hệ thống thì nó cũng giống như là cái ở đây anh chia ra này, nó có trong cái phần tạo hình cơ bản ấy, thì nó sẽ có cái phần hình này, trong phần hình có nét này, có mảng, có khối này, trong phần màu này thì nó có màu, thì nó cũng có những cơ bản bài cơ bản màu này, không biết là đằng sau nó có cái gì nữa, nét này, hình như mảng ở đây anh dùng hình thực ra anh nghĩ là dùng hình mảng trắng trắng ở đằng trên. Mảng thì anh đang không biết là cái chuyện là phân chia nó như thế nào hợp lý, mà anh đang muốn là phân chia một cách nó cơ bản nhất, mà có nhận thức hay không có nhận thức người ta cũng thấy nhận ra được. Ví dụ là ở đây anh ví dụ là cái việc là chia ví dụ mảng cứng mảng mềm này, ví dụ ông hình vuông là mảng cứng, ông hình tròn là mảng mềm này, ông mảng cứng thì nó có thể rất là đa dạng, nhưng miễn là cái tạo hình của nó là nó tạo bởi các cái đường thẳng thì nó sẽ ra cái hình cứng, hoặc là những ngày nó tạo bằng những đường cong nó ra cái hình mềm chẳng hạn như vậy. Và cái đấy nó lấy ở trong thực tế thì nó dễ quan sát trong thực tế, nó có những thứ như thế. Thế rồi là cái bài mảng này thì mình có thể có những cái bài mà thực hành liên quan đến cắt xé dán giấy ấy, thì cái xử lý về mảng nó chủ yếu là xử lý về mảng, thì nó có thể là một cái mà mình có thể kéo vào giống như một cái bài tập ngoại khóa, hay là giống như là một cái thứ mà thay đổi đường món đi ấy. Nhưng mà nó vẫn là với chủ đề này. Thế rồi là sau những cái phần đấy nó vẫn có một cái phần là liên quan đến tự nhiên, là lấy có thể vỏ kẹo hay là lá hay là những cái thứ mà nó nhận được đấy, mà liên quan đến chuyện mảng để mà xử lý cái phần mảng. Còn cái phần nét thì anh nó có một cái phần nhạc này nữa là tốt, có thể vẽ theo nhạc cũng được là được. Thì ở trong đây em có cái phần vẽ nhạc, nhưng mà em phải cho riêng một cái phần riêng, nhưng anh nghĩ là mix có thể mix nó vào cái phần nét được. Và muốn là mỗi một cái phần bài ấy nó nên rất là đơn giản này, như là cái phần bài bản thân em riêng một cái nét ngắn thôi để mà nói ra quan sát thực tế ấy, nó có thể dùng thì nó đã rất là lắm thứ. Ví dụ như là thực tế là ví dụ đây ví dụ chân con muỗi có thể làm cái nét ngắn thôi, hoàng hoàng này chẳng hạn, và cái tăm chẳng hạn, hay là sợi lông mi hay gì đấy, nó là cái có thể biểu đạt cái chuyện nét ngắn bản thân cái đấy, là nó đã rất là nhiều thứ để nói rồi, và gói vào trong một bài thôi. Thì anh chưa làm cái việc là nội dung cái bài cụ thể như nào, mà anh đang chỉ nghĩ là cái hệ thống bài nó có thể theo cái nó sẽ phải mình có thể chia chương ra, mình có thể có một cái chương là tạo hình cơ bản này, trong đấy thì có cái mục là nét này, mục là mảng này, rồi là mục khối này, rồi là mục màu trước. Một màu trước còn một khối là sau cùng, anh nghĩ là có thể cần đến màu là có thể dừng lại được cũng được cho cái phần cơ bản, nhưng mà có thể thêm phần khối vào như là một cái tham khảo. Với cả cái phần khối thì mình có những bài mở rộng liên quan đến cái chuyện là cho chúng nó lắp đất, là cho vào cái phần khối luôn, rõ ràng là cái phần đấy là chúng nó chơi khối được. Rồi là nó có thể có những bài mà liên quan đến những thứ mà tự nhiên, như là có thể tạo hình với cả những cái thứ mà thực tế trứng, hoặc là ví dụ bánh giò hay là ống bơ, những thứ nó có thể nhặt nhạnh được. Đấy, và ví dụ thế thì mình có thể làm cái bài nó ví dụ đấy là hết phần cơ bản, thì nó có bao gồm có là nét này, là mảng này, màu này, khối này, là bốn phần cơ bản. Chúng ta hiểu nhị nguyên chỉ là ý tưởng anh chỉ dựa vào những cái phần đấy thôi gì ạ? Để cho cái anh nghĩ là cái phần đấy là phần cơ bản. Phần cơ bản thế là có thể xong phần cơ bản rồi, có nghĩa đấy là cho dù ông là ông rời ông biển hay một đứa trẻ con không biết gì, nó cũng dùng những cái yếu tố rất cơ bản để tạo hình. Đấy là những cái khái niệm cơ bản. Còn cái phần chương 2 là mình tập trung vào đưa ra những cái bài liên quan đến vẽ đối tượng thật. Về đối tượng thật, ví dụ như là mình có thể là bê một cái vật thật vào đấy, đến ví dụ như là hôm nay dắt con chó đến bảo hôm nay là các bạn vẽ con chó, nhưng mà nó cũng sẽ lần lượt từ việc là vẽ cái đối tượng thích vật trước,
vẽ tĩnh vật thì riêng cái bài tĩnh vật mình cũng là chia ra là nó vẽ một cái đối tượng thôi, nó phải từ dễ đến khó. Vừa cho nó vẽ một đối tượng, hôm nay vẽ một cái quả táo, xong rồi hôm sau là vẽ quả táo ở bình hoa với cả cái máy ảnh, là thế. Nó có tăng dần nhiều đối tượng lên. Riêng cái bài tĩnh vật là mình đã phải trẻ ra bao nhiêu bài rồi. Xong đấy là cái bài mà vẽ động vật với cả người chẳng hạn, nó phức tạp hơn chút. Thế thì mình bắt đầu mình cho nó vẽ rồi có thể là con chó, con mèo, con cá, con chim gì đấy. Bởi vì thứ nhất là mình cho nó cái khái niệm cơ bản về tạo hình. Sau đấy là mình cho nó những cái bài tập mà liên quan đến những kỹ năng quan sát thực tế, quan sát và thể hiện lại thực tế. Một cái hệ thống khác nữa là nó liên quan đến sau cái bài mà về cái chương 2 này thì tập trung vào cái kỹ năng quan sát. Cái chương 1 là tập trung vào cái kiến thức cơ bản tạo hình cơ bản. Cái thứ hai là quan sát. Thì trong cái phần quan sát này thì mình có rèn luyện cái kỹ năng quan sát và thể hiện lại bằng những cái hệ bài liên quan đến vẽ tĩnh vật chẳng hạn, vẽ tĩnh vật chẳng hạn. Vẽ người thì có được bài vẽ con vật là một bài, có thể là một bài vẽ người chẳng hạn, quan sát vẽ lại, chưa quan tâm chuyện biểu cảm nâng cao. Cứ cho bên con chó đấy cho vẽ, hoặc là vẽ bên một ai đấy ngồi ra đấy để cho nó vẽ chẳng hạn. Thế rồi là vẽ người thì có thể là cái phần dễ hơn là vẽ chân dung, sau đấy nâng cấp là vẽ toàn thân chẳng hạn. Cho ai đấy nó vẽ muốn ra hay gì ra, nó thích thể hiện gì vẽ. Rồi là cái một cái phần quan sát nữa là vẽ phong cảnh. Thì đấy là để cho nó quan sát, nó có thể vẽ lại những cái thứ vật nó nhìn thấy, giúp nó cảm nhận thực tế. Một cái chương nữa là mình sẽ cho nó vẽ những cái đối tượng mà không nhìn thấy hoặc là không thể nhìn thấy, để cho nó khuyến khích cái khả năng tưởng tượng cũng như cái tư duy trừu tượng. Thì ví dụ là mình có thể có những cái bài tập mà liên quan đến cái vẽ những cái đối tượng mà không nhìn thấy, thì ví dụ là mình có thể đọc một cái đoạn văn nào để mô tả ai đấy để cho nó vẽ lại, ví dụ thế. Nó không nhìn thấy nhưng mà nó hình dung trong đầu nó như nào, nó vẽ lại câu chuyện, ví dụ là vẽ ông tiên hoặc vẽ tổng vũ trụ hay là vẽ gì đấy mà nó không bao giờ nhìn thấy cả. Thì đấy có thể là một cái dạng bài. Một cái dạng bài khác nữa là nó có thể là cái bài này, những cái chủ đề này mình có thể chia làm nhiều buổi. Rồi là có thể là có những cái hệ thống bài khác là vẽ những cái đối tượng mà không thể nhìn thấy, ví dụ như là âm thanh. Ví dụ nó vẽ một cái giai điệu nào đấy, ví dụ vẽ một cái tiếng kèn, một cái tiếng trống, một cái gì đấy, vẽ âm thanh, vẽ mùi vị là những cái không nhìn thấy. Ví dụ vẽ mùi bánh trưng hay vẽ mùi cơm nếp hay gì đấy, nó có thể tưởng tượng ra những gì đấy, nó vẽ thế nào đấy. Vẽ hiểu nỗi buồn, vẽ nó cảm thấy gì, lúc đấy em có thể đưa những bài tập mà nó vẽ thể hiện cảm xúc, hoặc là nét như là thứ vận dụng vào việc là thể hiện cảm xúc. Thì đây là một cái mà chủ đề mà vẽ những thứ mà không thể nhìn thấy. Sau đấy là mình có thể là đấy là những cái thứ mà rất là cơ bản. Nó sau đấy là mình có thể là có cái phần nâng cao này, thì mình có thể đưa ra những hệ thống bài liên quan đến bố cục này, bố cục này, trang trí này, vẽ chân dung để mà biểu cảm hơn này, quan sát mặt những cái thứ, vẽ chữ tự hình này, như vẽ chuyện tranh này, như là kể chuyện bằng tranh cái gì đấy. Hoặc là em có thể nghĩ là đến nó có những cái gì nâng cao được mà để ứng dụng, thì có thể là cho một cái thì cái toàn bộ một chương khác là mình chọn cho cái phần nâng cao đấy. Thì mình phải được trong mỗi một cái phần là như là phần vẽ trang trí mình đã chia ra những cái phần rất là nhỏ. Thì em hình dung cái nó là một cái hệ thống mà mình sẽ đi từ cái việc là đầu tiên là mình cung cấp cho nó những cái khái niệm rất là cơ bản của tạo hình, sau đấy thì mình đưa ra những cái bài tập mà nâng cao kỹ năng quan sát và thể hiện lại thực tế. Thế thì bao gồm có những thứ mà tĩnh, bao gồm những thứ vận động, những cái thứ mà cụ thể chi tiết ở ngay trước mặt của những cái toàn cảnh, như cái phong cảnh, cái đại cảnh, cái những vật gì đó trước mắt, vân vân. Thế rồi là có những cái mà liên quan đến đấy là quan sát,
thú vị, rồi là có những cái thứ mà không quan trọng. Em lật mặt sau cái thứ chi trong câu này. Cái target, cái sale target. Chuyên về những cái thứ mà chỉ thể hiện cái sức cảm nhận thôi. Nó cảm nhận là thế nào, nó thể hiện nó rồi. Thì mình sẽ có một chương chuyên như thế. Còn có một chương chừng nâng cao là gì anh muốn là em phải lật mặt sau thứ chi có cái gì không, khi mà ví dụ trong lớp mà có đứa nào thì nó đã khá rồi thì cho chị nó đấy, chị cái đấy cho em. Lớp ấy nó không phải giống như là lớp của em ở đây là đều đều cứ khoảng ví dụ như là lớp lớn chẳng hạn chỉ là toàn các cháu từ 10 đến 15 tuổi và từ tại còn đâu các cái cháu các bé thì từ 15 đến 8 tuổi nè, nhưng mà kia là lung tung. Nhưng một lớp nó có khoảng 1 đứa và 2 đứa.